với bột mì. Ở trong này nó có 5 gói bột từ tương đương với là 100, bột từ tương đương 100 gram là 400 gram bột mì. Cộng cả một cốc nước 250 ml. Tôi đang đảo. Tôi đang làm nhau. À, khi mà tôi đảo từng chút một, tôi không đảo tất cả, tôi đảo từng chút một. Không phải một lần, tôi làm như vậy là tôi sẽ phải làm nhiều lần. Sau đó thì cứ từng chút một vào. Cách tương tự, bạn ấy làm giúp tôi. Đây là chúng tôi đang đảo bột củ cải khô, củ cải khô. Củ cải trắng khô. Xào, có dầu. Tôi xin nhắc lại, lúc nãy là tôi có tráng qua một lớp dầu, sau đó tôi cho củ cải khô vào và tôi ra, tôi xào lên. À, bây giờ tôi thấy đã có mùi rồi. Và nhắc lại. Vì thời gian có giới hạn, tôi làm hai món cùng một lúc. Tôi sẽ đọc lại công thức của món thứ ba. Củ cải trắng khô 200 g, đậu phụ khô đông lạnh, coriander khô 8 miếng, nước tương 3 thìa canh và dầu gừng 3 thìa canh. Khi mà mình đảo như vậy mình phải làm cẩn thận, làm kỹ, mình đảo kỹ. Có thể là sẽ tốn thời gian một chút. Bây giờ cái món xào củ cải khô này tôi sẽ cho 4 cốc nước, tương đương với 1 lít ạ. 4 cốc 250 ml. Sau khi tôi kiểm tra tôi thấy cần hai cốc nữa. Nghĩa là có 1,5 lít. Cũng có thể cần phải thêm một chút thành 7 cốc để tôi xem sao. Vì món này làm cho nhiều người thành ra là cái lượng khó một chút. Tôi thấy đủ rồi. Như vậy là 1,500 ml, tương đương với 1,5 lít nước, 6 cốc. Nhưng mà thực ra thì tôi thấy cần phải nhiều nước hơn, nghĩa là 6 cốc. Thì làm món ăn nhiều và nó bị dưỡng. Tôi trở lại món thứ 5 và tôi thấy cần phải thêm một chút nước. Nhưng mà trước khi cho thêm nước tôi nhào một chút. Tôi sẽ cho 1 thìa rưỡi. Cho ngay từ đầu nhé, sau khi nghiệm làm cho ngay từ đầu.
dai mà cứ lắc đều, cứ giải đều. Giải giải đều. Các bạn để trên bàn tay và giải từng tiếng một. Phần tay trái vừa nhào nhẹ và vừa đặt và vừa dắt để cho muối nó được đều và hay. Sau đó thì lại tiếp tục nhào và phải nhào tốt. Cần kiểm tra xem là cần bao nhiêu nước để cho nước khi cho thêm nước cho từng ít một ạ, không vội vàng để xem nó đủ hay chưa. Tại vì khi mình nhào lên mình sẽ có cái cảm giác tay. Để giới thiệu với nguyên liệu đã. Để làm món bánh này thì mình cần một số loại nguyên liệu. Đây là đậu đỏ Azuki. Đây là khoai lang luộc. Thấp hơi nhưng mà mình không. Đây là đậu khô đông lạnh mà đã cắt thành dải nhỏ. Tôi sẽ giới thiệu lại món thứ năm, món bánh mandu. Các nguyên liệu gồm có bột mì 500g, 400g, bột củ từ thì có 5 túi 20g, tổng cộng 100g, đậu azuki, khoai lang và muối, đậu đỏ azuki. Hai món này thì mình sẽ nghiền, mình cũng sẽ đập vỡ ra đậu đỏ và khoai lang. Làm như món hôm qua ấy. Làm như món nhân phẩm. Chia cái miếng cuối cùng ra hai miếng. Okay, sau khi nhào bột thì mình nặn thành hình trụ. Đấy, mình nặn thành hình trụ. Sau đó mình cắt nhỏ ra, cắt như chị Xuân đang làm. Cắt thành, vì đây là mình làm cho 50 suất. Cho nên mình sẽ căn cái suất, số lượng suất là mình cắt ra. Cắt thành 20 miếng. Thì cần có cái khay, cho xin cái khay. Dùng này thì đăng ký nhưng mà bản của anh. Các cái nhỏ mình có thể điều chỉnh. Mình lại nhào lại phải nhào lại 2 cái là 1. Để bên sau thì nó sẽ dễ bói. Bánh khi mình nhào thì cố gắng để cho nó hơi lõm một chút như thế này, hơi lõm một chút. Vẫn đang làm cho nó vỡ ra. Lúc này tôi đã cho muối rồi nhưng mà tôi cho không thì tôi sẽ pha cả cái bây giờ đang nghiền được rồi, đang làm cho nó vỡ. Tôi dùng spatula để làm cái gì. Cái này là cái từ quả anh đào. Sakura, thứ nhất là sakura. Hoa anh đào. Quả anh đào. Quả, chứ không phải là hoa. Sakura. Xin lỗi, đây là hoa anh đào. À, đây bông hoa này nó có cọng đấy. Cọng cái hoa anh đào. Hoa anh đào. Hoa anh đào mùi ạ. Gốc củ hoa đấy nó rất là độc. Đấy là món ăn cơ bản của món ăn đấy ạ. Nghe hỏi có thay bằng hoa đào được không? Mình nhập cái quả nhập được sắc đào là quả đào. Nhưng mà mình có thay bằng hoa đào được không? Hoa đây là hoa. Hoa
đấy là được. Nhưng để làm gì đấy? Làm là các để trang trí trên cái bánh này. Tự nhiên để tô điểm thôi, tức là sau khi làm xong một máy margin thì mình để lên trên một chút lên trên để tô điểm. Đã cho muối vào rồi, sau đó cho khoai lang vào cùng dầm dập ra làm dập. Chúng ta phải dùng cái spatula và dùng một số cái dụng cụ để bếp để chúng ta dằm. Nghiêng của cái gì? Nghiêng này là cái cắt bánh, nhưng mà mình cũng có thể dùng. Ở đây là cái món thứ 3, cái củ cải khô, còn đây là món thứ 5. Cái bột nhào đấy thì hấp lên. Bột nhào để làm bánh. Thì ai thích thì có thể cho, nếu mà không thích thì không cần cho. Tùy theo như là ai thích. Nó hơi nhẹ nhàng. Còn cái đấy nó mặn một tí thôi. Nhưng mà mọi người không thích thì có thể không cần phải cho. Nhưng mà chắc là nên cho một tí để thưởng thức. Cùng máy tiền thử sang ngoài nào. Okay. Cái nhân bánh cùng mặn asuki, đậu bỏ asuki và khoai lang. Thế còn cái nhào bánh để làm vỏ bánh thì đang ấp tại cái đồ này. Thế để dùng lại cái khối đã từng này để tôi làm một bánh shiribachi. Đây là cái nhật của shiribachi. Người ta trải ra đủ hết vì cái món này cho 20 suất nên là khi mà trải ra như vậy thì chúng ta rất là dễ chia đấy. Chia làm 20 phần bằng nhau. Rất là xin lỗi nếu mà như là món này không đủ cho số người ở đây. Chúng ta có thể chia về ngã của các nắng. Đi ở bên dọc kia bụng ra, đi ngã kia ra. Nhân chúng ta xoa nhân để lăn thành hình cầu viên tròn. Nó có cái loại dụng cụ gì nhá. Nhà mình mua được múc một cái là nó ra luôn, còn có hai loại múc kem, loại to và loại nhỏ, mua loại nhỏ. Và nhà này là bánh phúc vào thì múc đấy đi nhanh nhanh thì nó tôi đang cho muối vào món thứ 3. This is already cái món thứ 3 thì đây là một cải khô xào lên đấy. Bây giờ đã đủ muối được rồi, tôi cho muối, tôi đong muối vào ăn. Khi mà được có nghĩa là nó rất là mềm, rất mềm, giống như mì rất là mềm. Đây là cái sợi mềm.
mình giải đều muối á. Sắp, cái canh sắp đều. Sau đó cho cái độ khô yêu đông phu vào, cái đông phu đông lạnh. Mình cứ cho lên trên, sau đó mình đảo lên, đảo lên với nhau. Bà xẻ lên chứ đúng không? Bà cái vùng cái vùng ta, cái vùng nhỏ vùng nồi để mình đặt lên trên ạ. Tác dụng. Người nào mà nấu một kho ấy, mà không có mùi nồng ấy, thì mình đặt cái đấy lên thì nó vẫn chưa nhiệt mà nó không khô mặt và nó không có cái mùi. Có trọng lượng một chút ạ, cái vùng nó có trọng lượng một chút. Rồi lại. Đây là nồi để hấp vỏ hành cao su. Chúng tôi là dịch chưa có thời gian để mà chuẩn lại, cho nên là cái phần bạn các bạn đang có này còn là phải chấn chỉnh lại nữa. Thế một thời gian ngắn sau sẽ có một cái bản nào chỉnh. Lúc nào mà thấy hơi nhiều quá thì mình bỏ phân không ra. Bỏ bông ra. Cái này là cái món mình sóc, tức là mình áp chảo cho nó dòng, cạn hết nước. Tôi thấy vẫn còn ít nước nên là cần thêm một tí nữa. Để sóc tê. Cạn nước. Lạnh mới đấy thì có lại sức khỏe. Còn nếu mà ăn những cái đồ ăn mà không được nấu nướng kỹ lưỡng thì ăn âm lắm. Và rất nhiều người đàn ông ăn chay theo kiểu phi vinh sinh ấy, giọng nói của con thư. Đây là nước tương ạ, nước tương người Nhật là cái của Nhật. Tôi sẽ cho nước tương vào trong này. Thực ra thì trong này tôi đã cho 2 thìa muối rồi. Chúng tôi vẫn muốn cho thêm tương chưa? Mua cái thì ạ. Cái này là một nửa cái tea phun, tức là mình hay gọi là thìa cà phê. Loại nhỏ, cái thìa loại nhỏ trong bộ. Tôi nghĩ rằng là như thế là đủ. Mình sẽ áp chảo, sẽ sốt tê khi nào mà hết nước thì sẽ ra ngoài. Đây các bạn có thể nhìn, nó chết nước rồi. Hết nước. Hãy cân suy. Đây là phun miso cho sôi cân chi. Cân chi rồi. Ta quay lại cái món súp ạ. Món súp bồn không? Quaro. Cái này là hành quaro. Quaro qua chúng ta biết rồi. Chúng ta quay lại với món súp thứ ba, tên món súp là Kenchin Jiru. Đây là nồi đang nấu súp. Tôi xin nói lại nguyên liệu cho món súp này. Ngư vàng 160g, mình sẽ bào ra, cái cách bào của Nhật gọi là sasaki. Cà rốt 40g, vài hành lá,
Konnyaku. Konnyaku là cái món khoai đúng không? Chiên ạ. Và nước thành qua lô. Thái theo kiểu thái bằng mũ dao, còn là tiếng Nhật gọi là kokuchigiri. Kokuchigiri. Và nước suýt cổ tai, kombu 16 cắt. Đặc biệt là cách thái này, thái bằng mũ dao, tiếng Nhật gọi là kokuchigiri. 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 Đây là một loại dưa muối thơm mang từ Nhật sang. Thì món này dùng để ăn tráng miệng sau khi ăn xong. Tôi nhập nhọc như vậy đấy. Ông Mozoa lấy cái món này ông vét cái bát. Cái này là từ bánh cồng. Đây là cái hàng bánh á, bánh manchu. Thì bây giờ đã hơi xong rồi, tôi mang ra ngoài. Tôi đặt vào trong một cái túi đã quần. Đây là vỏ bánh. Giờ tôi sẽ lấy một bát nước nhỏ, sau đó tôi nhúng cái chảy giã vào, tôi dùng để tay để dùng để nghiền lại, bảo hộ cái tay bảo hộ cái. Sau khi nhào lại một lần nữa thì chúng tôi cho ra khoai. Chúng tôi cho vô cho bên đây. Quá trình chuẩn đó là phải làm xong bánh, mình nặng xong bánh rồi mình hắt cả bánh. Là tôi hôm nay tôi có hắt cái vỏ, tôi có